Ở nó tới đông đông lắm luôn đấy. Mọi người quay cho mọi người xem này. Đây mọi người này. Đây, có một con ở nó tới ngay ở chỗ mồi rồi mọi người ạ. Đây mọi người. Có mấy con nó tới chỗ mồi nhé. Nghe thấy chưa? Nguyên một bầy luôn này. Nhưng mà mồi vẫn chơi căng lắm. Mọi người thấy mồi chơi căng không?